make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Buổi chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp ngang 5m2, sâu vào 14m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu theo mẫu nhà lửng xuôi. Nằm ngay tại trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 nha quý vị. Một căn nhà xây dựng rất đẹp, rất sang, ngang 5m2, dài 14m, hướng chính Tây, Tây Tứ Trạch, xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ hồng riêng. Mặt tiền sẽ được ốp gạch hai bên cánh gà, dưới đáy ban công sẽ được ốp nhựa, trang trí lan can sắt sơn màu đen và cho trồng cây xanh, thiết kế màu lửng xuôi rất là đẹp, ngang 5m2, dài 14m. Căn nhà hẻm thông, hẻm trước nhà rộng 15m, có vỉa hè, đèn đường cây xanh, khu nhà điện âm, có đèn đường. Khu nhà cực kỳ đẹp, cực kỳ thông thoáng nha quý vị. Đường rất to, rất rộng, xe hơi, xe tải ra vào tránh nhau thoải mái. Đường cực kỳ to, cực kỳ thoáng luôn. Đấy, đường thông, xe hơi đậu thoải mái nha. Một căn nhà vị trí siêu đẹp, siêu phẩm tại trục đường chính Tô Ngọc Vân, cách quận Gò Vấp tầm 1 cây thôi. Đấy, căn nhà rất là đẹp nha quý anh chị. Giá chào bán chỉ có hơn 6 tỷ đồng thôi. Chúng ta cùng em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Căn nhà mình xây mới hoàn toàn năm 2024 và sổ hồng riêng. Hoàn công đầy đủ hết rồi, ngang 5m2, dài 14m, đang được giao bán với giá 6 tỷ 800 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nha. Căn siêu phẩm nhà phố trình làng anh chị và cô chú. Có khoảng vỉa hè hơn 2m, bên trong thì có cửa sắt 4 cánh và cửa cuốn nha. Có gara đậu thoải mái, hai em ô tô trong nhà, ốp sàn gạch 80. Tường thì được ốp nhựa PVC và trang trí đèn chùm, đèn led thạch cao. Màu lửng xuôi rất đẹp luôn, ngang 5m2, dài 14m. Căn nhà siêu phẩm của quận Gò Vấp, xây mới hoàn toàn năm 2024 và sổ hồng riêng. Giá giao bán đang được giao 6 tỷ 800 triệu đồng thôi. Anh chị, cô bác, khách hàng nào quan tâm đến em nhà đẹp này, gọi trực tiếp về tới nhà đất Bắc Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Đây có tủ rượu, trên thì có đèn chùm, đèn led thạch cao. Và phòng bếp thì tặng lại bàn ăn, tặng tủ lạnh hai cánh, bếp điện từ, máy hút mùi. Trên thì có đèn chùm tích hợp với quạt trần. Tường sẽ được ốp nhựa PVC và trang trí bộ tủ bếp của An Cường đóng tới nóc luôn. Cầu thang thì ốp đá trắng, đúc rộng 90, đóng xích sắc. Trụ và tay vịn là gỗ đỏ, kính cường lực dày 10 ly. Giá giao bán 6 tỷ 800 triệu vẫn còn thương lượng nha quý vị. Phía sau này chúng ta sẽ có giếng trời và nhà vệ sinh. Hoàn công xong thể làm thêm cái nhà vệ sinh ở đây. Căn nhà quá đẹp luôn. Đấy, ngang 5m2, dài 14m. Nhà mình xây mới hoàn toàn năm 2024 và sổ hồng riêng, hoàn công sổ sách thì đủ hết rồi. Anh chị mua thì vay ngân hàng thoải mái nha. Quý anh chị cô bác nào quan tâm đến em nhà đẹp này, gọi ngay và luôn về tới Bắc Hưng nha. Chúng ta cùng em di chuyển lên tầng lửng. Tầng lửng sẽ là không gian phòng tiếp khách. Đây có tủ rượu, có tivi 65 inch, ở dưới thì sẽ được ốp sàn gạch 80, tặng lại sofa, máy lạnh, full nội thất khoảng tầm 500-600 triệu đồng rồi. Khi anh chị mua chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Phía sau thì chúng ta có cửa sổ ra phía ngoài luôn. Đấy, thoáng bung cửa ra 4 cánh luôn nha, rất thoáng mát. Căn nhà quá đẹp, quá sang. Giá 6 tỷ 8 thôi, chúng ta vẫn còn thương lượng nha mọi người. Cùng em di chuyển lên không gian lầu 1, phòng 1-2. Nhà xây mới năm 2024 và sổ hồng riêng. Di chuyển lên trên đây thì chúng ta sẽ được bố trí 4 phòng ngủ,
6 vệ sinh, một phòng xông hơi, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Trên này thì có giường nệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh đầy đủ hết rồi. Phòng ngủ rất là rộng nha anh chị. Ban công ra phía bên ngoài, cây xanh. Đây. Ban công có cây xanh, lại khu đồng bộ, đường rất là thoáng mát nha mọi người. Gió cuồn cuộn luôn. Máy lạnh, giường nệm, tủ quần áo, kệ tivi đầy đủ hết rồi. Vì chúng ta mua thì chỉ việc xách quần áo về ở thôi. Toilet ở đây thì có vòi sen thuyền, bồn cầu khối, gạch ốp cao đụng trần luôn. Phía phòng ngủ số 2 đây thì cũng có cửa sổ ra phía sau nha. Đấy. Căn nhà quá đẹp luôn nha anh chị. Giường nệm, có cửa sổ phía sau. Tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh, chúng ta có full hết rồi. Phòng ngủ khá rộng nha mọi người. Căn nhà siêu phẩm, chỉ chờ anh chị cô chú đến mua thôi. Gạch ốp cao đụng trần, vòi sen thuyền, bồn cầu khối. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ cùng em đến với không gian phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Nhà hướng chính Tây nha, Tây Tứ Trạch. Khu này toàn bộ là hướng Tây, hướng Đông hết rồi. Phòng số 3 này giống như hệt với phòng mấy phòng dưới nha. Phòng ngủ rất là rộng, nội thất full hết rồi. Đấy, phòng ngủ rất rộng, rất đẹp luôn. Đây, chiếu máy lạnh. Phòng cực kỳ to. Toilet ở đây thì có vòi sen thuyền, bồn cầu khối đầy đủ hết nha mọi người. Phía sau sẽ là phòng ngủ số 4. Phòng số 4 này thì trống chưa làm nội thất nha. Phòng rất là lớn nha mọi người. Phía đây thì sẽ là không gian nhà vệ sinh số 5. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Trên đây thì phòng thờ ở giữa đây. Phòng thờ ở đây thì rất là rộng, đúc hết bên trên rồi. Khoảng sân thượng trước, chúng ta trồng cây thoải mái. Đây, đúc hết bên trên, chủ nhà đã trồng cây xanh cho anh chị rồi. Rất đẹp nha. Cây xanh đầy đủ. Phía sau sẽ là khu vực phòng tắm, phòng xông hơi và khu vực giặt phơi đồ. Bồn rửa mặt, một cái bồn 85. Vực xông hơi ướt, gạch ốp cao đụng trần chống thấm hết rồi. Đấy, rất đẹp luôn nha. Trong đây thì anh chị sẽ có cái phòng giặt phơi đồ làm khung sắt sân thượng sau nha. Đấy, rất đẹp, rất sang rồi. Giá tiền chỉ có 6.800.000.000 thôi. Vẫn còn thương lượng. Anh chị cô bác nào quan tâm chứ gọi ngay về tới Ba Hưng. Và video của Ba Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.